Sau đây thì chúng ta sẽ cùng khám phá một số những cái phần bài ở trong sách. Thì đây là mật mã hành thư, đây là giáo trình mình biên soạn, mình hướng dẫn cho các bạn. Trong cái phần mật mã hành thư này chúng ta sẽ giải mã, nó sẽ có 17 ký hiệu và ký tự. Đấy, và các bạn sẽ giải mã cho mình những cái ký hiệu ký tự này là chủ yếu là nó là sự viết tắt của các nét chữ trong khải thư. Đấy, vẫn dựa vào những cái quy tắc bút thuận của khải và viết tắt lại. Đây là ký hiệu số 2 này. Ký hiệu số 3 này. Đấy. Ký hiệu số 7 này. Đấy, ký hiệu hình chữ S5 này. Một loạt những cái ký hiệu đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là ký hiệu ký tự của chữ cái F có thể nhận dạng thành. Đây, hình dáng như thế này, F. Nhưng mà F này là F viết thường thôi. Khi ngang dài hoặc ngang ngắn được viết trước, sau đó đến phẩy dài thì nét sẽ được viết theo dạng ký tự này. Cuối đuôi nét ngang sẽ có dạng theo kiểu là thắt nút ngược. Trong hành thư nó sẽ có 3. Nó sẽ có 3. Đây có phần ngang đôi đúng không ạ? Ngang đôi nhá, tiếp theo là tới sổ đôi. Đấy, sổ đôi đúng không ạ? Sổ kim vẫn giữ nguyên, sổ gọn. Đấy, sổ ngắn, sổ phụ. Sổ phụ ở đây nó dạng theo kiểu dạng nó được viết khi mà các bạn kéo sổ phụ này, nó dạng theo kiểu sổ gọn các bạn nhé. Nhưng mà sổ gọn được viết theo kiểu cách 2. Khi các bạn viết vẫn chưa xong và kéo thêm một cái đường nét ở phía vế tay phải, các bạn sẽ sử dụng sổ phụ. Tức là nó sẽ dạng theo kiểu dạng khá là giống với lại sổ móc, nhưng mà móc theo kiểu dạng hất ngược sang tay phải. Sổ đôi, tức là sổ đôi là hai nét sổ đi viết cùng với nhau. Phẩy kép có trong bộ xích này, và một số những cái phần mà các bạn thấy là có hai nét phẩy liên tiếp với nhau. Ví dụ trong bộ sam có 3 nét phẩy đúng không? Cũng sử dụng nét phẩy kép này. Đấy. Nhưng mà nó được viết theo kiểu dạng hình ký tự số 3 nhiều hơn. Tiếp theo tới nét phẩy dài, sổ phẩy và sổ cong phẩy nó sẽ được chung với nhau rồi. Phẩy nằm, phẩy ngắn vẫn giữ nguyên. Nào, mác nào, mác ngang, mác nghiêng, phản mác nào, có đầy đủ các bạn nhá. Tiếp theo là tới phần các nét phẩy thì nó vẫn khá là giữ nguyên. Các nét móc thì các bạn lưu ý là trong cái phần nét móc ấy thì các bạn nhớ phải móc dứt khoát cho mình nhé. Ở đây chúng ta thấy là sẽ có một số cái phần thể chữ, ví dụ nhà triện này, lệ này. Ở đây các bạn thấy là có những cái thể chữ khác, ví dụ nhà triện này, lệ này, khải này, thảo này, hành này. Nào, lại triện, lệ, khải, thảo, hành, thư. Đây là 2, 4, 5 thể chữ rất là quen thuộc và thông dụng các bạn ạ. Các bạn có thể học hành thư xong, các bạn nhìn sang khải, xem khải nó được viết như thế nào. Các bạn sang thảo, các bạn thích học thảo đúng không? Các bạn viết sang thảo cho mình. Thảo tức là nó ngoái tít mù nên nó có thể nó bớt nét. Thảo thư nó sẽ bớt nét đi. Nó là sự viết nhanh hơn của hành thư nữa cơ. Hành thư chúng ta vẫn giữ nguyên đủ nét, nhưng mà sang tới thảo thư thì nó sẽ bớt đi rất là nhiều nét chữ. Và người đọc được hành thư, viết được hành thư chưa chắc đã viết được thảo thư nhá. Và đọc được thảo thư cần phải luyện nhiều, luyện thời gian. Và thảo thư thường xuất hiện trong một số những cái phần thư pháp nó chơi chữ là nhiều các bạn ạ. Ngoài ra các bạn có thể viết lệ cho mình cũng được. Lệ nó dạng theo kiểu một dạng của, tức là nó ra đời sớm hơn của khải, ra đời trước khải. Và lệ này nó gần như là những cái chữ Hán mà nó dạng kiểu tượng hình. Ở đây là 10 bài thơ cổ chữ Hán hay nhất. Trong đấy là có Tĩnh Dạ Tư số 1, Vọng Như Sơn Bộc Bố, Phong Kiều Dạ Bạc, Hồi Hương Ngẫu Thư. Toàn bộ ở đây đều có những phần Hán Việt. Tại sao mình không để cái phần bản dịch vào, dịch nghĩa vào trong này? Vì dịch nghĩa thì có thể là dịch thơ ấy, thì có rất nhiều những cái tác giả người ta dịch theo kiểu là dịch tương đối. Cũng có người ta dịch theo kiểu ý kiến cá nhân. Cho nên là phần dịch thơ vẫn còn đang tranh cãi các bạn nhé. Cho nên mình chỉ để nguyên bản, bản gốc tác phẩm, tức là Hán Việt như thế nào, để mỗi người ta sẽ cảm nhận khác nhau. Đây là phần viết về bút keo. Còn đây là về phần viết về bút máy. Các bạn nhìn thấy có sự khác biệt giữa bút máy và bút keo chưa ạ? Bút máy có được cái độ thanh đậm rất là sắc sảo. Còn bút keo thì nó chỉ có những cái nét chữ nó đều đều nhau thôi. Đấy, nó đều đều nhau thôi các bạn nhé. Các bạn có thể thưởng thức. Tiếp theo là tác phẩm số 7 là Sơn Cư Thu Minh của tác giả Vương Duy. Xuân Giang Bạch Cư Dị, một trong những cái bài thơ và một trong những nhà thơ mình rất là yêu thích. Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị mình cứ hay trêu đó là giản dị thôi. Đấy, trêu là Độc Tiểu Thanh Ký của đại thi hào Nguyễn Du của Việt Nam các bạn nhá. Cuối cùng thì bài số 10 đó là Vọng Nguyệt, tác giả của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam.
Đấy, thì là một số tác phẩm của Trung Quốc là sử dụng chữ Hán và một số tác phẩm của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là Việt Nam mình cũng có rất là nhiều những nhà thơ thi sĩ, ví dụ nhà Nguyễn Du này, ví dụ như là Hồ Chí Minh, Hồ Chủ tịch. Đấy, và một số quay trở lại với lại những cái triều đại ngày xưa ấy, thì là có cả Nguyễn Trãi. Đấy, hay là có một số những nhà thơ, ví dụ như là Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đấy, thì đều là những cái tác phẩm chữ Hán rất là hay. Nhưng mà mình thì mình chỉ là lược thôi, lược những cái bài thơ nổi tiếng thôi các bạn nhé. Đây là hết cái cuốn Mật Mã Hành Thư rồi. Đấy, Mật Mã Hành Thư chia sẻ cho các bạn vậy thôi. Mật Mã Hành Thư nha, khoảng 15 phút chia sẻ cho các bạn cuốn Mật Mã Hành Thư. Các bạn có muốn xem thêm cuốn tiếp theo là cuốn gì trong bộ combo học hành thư của mình không? Đó chính là bộ bộ này là bộ gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng sang xem cái clip thứ hai nhé.